Chào các bạn, mình là Việt Tuấn Cương Cầu. Hôm nay mình đã quay trở lại và mình sẽ nói cho bạn thêm một cái chủ đề mà anh em rất là thắc mắc lâu mà mình không có thời gian mình quay phim để mình nói cho anh em, thì mình cảm thấy hơi là có lỗi. Nhưng mà hôm nay mình sẽ làm những cái series video clip mới, anh em ủng hộ nha. Hôm nay mình sẽ nói về cái vấn đề là cách nào để chỉnh cái guarantee cho xe phun xăng điện tử. Tại vì nhiều khi có nhiều bạn á gắn bô độ hay là bô đồ chơi hay là canh xăng gió gì lại làm gì đó, thì cái guarantee nó hay bị dễ tắt máy đó. Thì nhiều người ta cứ thắc mắc làm sao phun xăng điện tử là có thể mà chỉnh cơ để mà chỉnh cái guarantee cho nó cao lên để mà tránh tắt máy hay không làm gì đó. Thì trong cái biểu diễn á, thì mình chỉnh guarantee nó cũng là một cái phần của cái chuyện biểu diễn, nó có một cái vì thế mình đã nghiên cứu rất sâu về cái chuyện chỉnh guarantee này. Thì đây sẽ là một chiếc xe phun xăng điện tử, thì toàn bộ các xe phun xăng điện tử đều có cơ cấu gần như thế này. Đấy, đây các bạn hãy xem, đây chính là cái cò ga, có nghĩa là khi bạn dặn ga, cái cò này nó sẽ là kéo cái van bếp phun bên trong. Thường lúc nào cũng vậy, trên cò ga nó sẽ có một cái điểm gọi là điểm chặn, đây chính là cái điểm chỉnh guarantee. Thì ở xe mình đây chính là cái con ốc điểm chặn, nhưng mà với cái dòng xe mà Kawasaki của mình á, thì cái chuyện mà chỉnh guarantee nó được tích hợp sẵn trên xe luôn, mình không cần phải tháo hay là gì nó chế. Đây, nó sẽ có cái nấm dặn. Đây, cái nấm dặn này sẽ là nấm chỉnh guarantee. Thì mình vặn theo chiều kia đồng hồ vô đây. Nè. Đó, thì khi mình vặn theo chiều kia đồng hồ thì nó sẽ tăng lên, đó cái cò ga sẽ tăng lên. Còn khi mình dặn xả ra thì cái cò ga nó sẽ xả xuống. Đây chính là cách mà mình chỉnh guarantee cho xe phun xăng điện tử. Thì đối với xe phun xăng điện tử á, thì nó sẽ có nhiều cái loại sử dụng. Thì cái loại đầu tiên là giống như thế này, nó sẽ là xài bếp phun và chỉnh trực tiếp cái cùm ga dặn ngay giữa cái bát đây. Còn một loại nữa, đó là loại nửa điện, nửa cơ. Có nghĩa là ở trên cái cùm mình là dặn cái bướm ga, nhưng mà khi mà xuống đây nó sẽ có một cái cục như mấy con Yamaha á, là cái cục đó sẽ là cục điện, nó sẽ kéo chỉnh điện, từ đó nó mới cấp điện qua cái cục vặn chỉnh bếp phun đó lên. Nhưng mà trên cái cục dặn ga kia nó đều có những con ốc như thế này. Và còn một loại nữa là chỉnh ga điện, ga điện như những con Ducati mới của mình, thì cái ga điện đó đó thì nó sẽ là có một cái bướm bên trong và nó cũng có thể chỉnh được như vậy luôn đó. Cái đó là tùy do mình nghiên cứu thôi. Lúc nào nó trên cái cùm ga chỗ mà nó vặn nó sẽ có một con ốc nhỏ xíu. Thường á, zin của những cái xe như là Honda MSX hay là cái gì, nó sẽ là một con ốc lục giác nhỏ xíu, có một con tán khoảng 6 ly để nó chốt chặn. Thì mình chỉ việc đơn giản là mình xả lỏng chốt chặn, mình dặn con ốc vô và mình siết chốt chặn lại là guarantee nó sẽ lên thôi. Đấy, chuyện rất là đơn giản như thế. Chúc các bạn vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn ở lần sau.